đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch lạc ấp tam thập lục chiêu Ronaldo tuyệt đối tốc độ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Năm 2021 ngày 28 tháng 2 Tây Ban Nha, sân vận động Nu Kem Barcelona đội đối mặt tới chơi mới được thăng cấp Hesca Hesca đội là năm ngoái hạng 2 Tây Ban Nha quán quân Năm nay vừa mới lên chức nhập giải hạng nhất Trước mắt, Heska thành tích cũng không tốt, xếp tại La Liga một tên sau cùng. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng đây là một trận không có có bất cứ cái gì lo lắng tranh tài. Nhưng là để cho người ta khiếp sợ là, hiện tại đã nửa tràng sau 3 năm phút đồng hồ, còn có 10 phút thời gian liền phải kết thúc. Điểm số 0, 2 Đội chủ nhà Barca vậy mà tại Nukem bị La Liga lớp phó cho rót hai quả cầu. Bác Sa Phong tuyến hôm nay tất cả cũng không có mang mình suốt gôn dài. Hai năm trước từ Atletico Madrid đội chuyển nhượng mà đến Griezmann không có bất kỳ cái gì phát huy. Được mọi người ký thác kỳ vọng Hà Lan phong bá Depay cũng là như là không có đầu con ruồi đồng dạng ở đây bên trên đi loạn. Bác Sa mũi tên nhân vật Messi vào hôm nay trong trận đấu cũng là trạng thái hoàn toàn không có làm bác xa linh hồn nhân vật trải qua mùa giải trước chuyển nhượng phong ba tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ Messi đã không phải là cái kia nu kem tinh linh. Toàn bộ bác xa đều tại trầm luân. Nhìn trên đài fan bóng đá đều trầm mặc. Champion League đấu trường, Bác Sa đã bị đào thải. Cúp nhà vua, Bác Sa cũng cũng sớm đã từ bỏ chỉ còn lại thi đấu vòng tròn, bây giờ Baxa đã đánh 25 trận đấu, 16 thắng 5 hòa 4 thua, tích 53 phân, xếp hạng thứ hai. Bài danh thứ ba chính là Real Madrid, 16 thắng 4 hòa 4 thua, thiếu đánh một vòng tình huống dưới, tích 52 phân, bài danh thứ ba. Mà xếp hạng thứ nhất Atletico Madrid, 17 thắng 4 hòa 2 thua, thiếu đánh hai vòng tình huống dưới, tích 55 phân chỉ còn lại hơn 10 trận so tài, nếu như bác xa không muốn năm nay tứ đại giai không, tiếp xuống mỗi một vòng đấu, đều là cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, chính là trận này nhất định phải được trong trận đấu, bác xa mắt nhìn thấy liền muốn lật xe. Ly, chỉ cấp người một phút làm nóng người thời gian. Bác xa huấn luyện viên trưởng người Hà Lan câu mần, hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt khó coi thấp giọng giống lên một câu. Ghế dự bị bên trên Lý Minh Vũ như là lò xo so tầm thường nhảy dựng lên, đi tới một bên sân bãi bên trên bắt đầu làm nóng người hoạt động. Tiếp sóng ống kính cũng là rất nhanh cho đến Lý Minh Vũ trên thân. Dù sao hiện tại bác xa Lạc Hậu hai câu, tất cả mọi người muốn biết câu mần sẽ cho ra như thế nào phản ứng. Trước đó hai lần Lạc Hậu, câu mần đều rất nhanh làm ra điều chỉnh, nhưng là hiệu quả bình thường như vậy cái này cái cuối cùng thay người danh ngạch sẽ là câu mần cơ hội cuối cùng. Ly, tựa như là Hoa Kiều, nhìn tư liệu, đây là La Magia đào tạo trẻ bị cất nhắc lên tiểu tướng, ta cảm giác câu mần có chút mạo hiểm, dưới tình huống như vậy, thay đổi tới một cái như thế non nớt người trẻ tuổi. Sẽ cho đội bóng mang đến cái gì đâu, nu kem sướng ngôn viên có chút ủ rũ, hai năm này, bác xa vẫn luôn chỗ trong nước sôi lửa bóng hai năm trước, một trận để tất cả bác xa người đều không muốn lại nhớ lại thảm án. Tại Champions League trên sàn thi đấu, Bác Sa gặp phải trạng thái lửa nóng Bayern Munich, một trận thảm không nỡ nhìn tắm, hai, trực tiếp đem Bác Sa cuối cùng một khối tấm màn che cho xé xuống. Huấn luyện viên trưởng từ chức, Messi xa vào đến tín nhiệm nguy cơ, toàn bộ đội bóng dung chuyển không thôi. Bây giờ Bác Sa đã không chịu nổi bất kỳ phong ba nếu như tình cảnh này đôi lớp phó tranh tài còn không bắt được, đoán chừng câu mần cũng muốn cuốn gói xéo đi. Trong tay đã không có bài nhưng đánh câu mần, vậy mà đem mình cuối cùng một tay đặt ở một cái chỉ có 19 tuổi hoa kiều tiểu tướng trên thân. Lý Minh vũ trái tim điên cuồng nhảy lên, làm một chỉ có 19 tuổi cầu thủ trẻ, có thể gia nhập vào bác xa đội một, đây là một loại trí cao vinh dự. Lý Minh Vũ căn bản cũng không nghĩ tới, hôm qua vừa mới bị điều đến đội 1, hôm nay liền thu được ra sân cơ hội. Bởi vì cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ có. Lý Minh Vũ một bên làm lấy làm nóng người hoạt động, một bên cẩn thận chú ý trên trận nhất cử nhất động. Trên trận bác xa cầu thủ đều có chút đánh không tốt tinh thần, Messi một lần hững hờ truyền bóng, bị đối phương cắt bóng, mắt nhìn đối phương liền muốn lên phản kích. Messi cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đưa tay dẹp đi đối phương. Toàn bộ sân nu kem xa vào đến sâu sắc tĩnh mịch. Messi cũng là trong lòng chợt lạnh, đưa tay ôm lấy đầu của mình, tuyệt vọng nhìn về phía trọng tài chính. Bởi vì hắn tại hơn nửa hiệp thời điểm, một lần phía sau đẩy người động tác, đã ăn vào một chương thẻ vàng. Mà lần này trọng tài chính Novia cũng không có bởi vì phạm lỗi chính là Messi mà nương tay, trực tiếp từ áo của mình trong túi móc ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, hướng về phía Messi sáng lên một cái. Sau đó lại từ mình quần cụt trong túi, móc ra một chương đỏ tỏa sáng thẻ đỏ tấn cấp thẻ, trực tiếp đưa Messi đi ở ngoài ngàn dặm Lần này, toàn bộ bác xa đám cầu thủ tất cả cũng không có đấu trí. Tầm thường loại thời điểm này, đám cầu thủ đều hẳn là hướng trọng tài chính kháng nghị một chút. Lần này, bác xa đám cầu thủ tất cả đều là đứng tại chỗ, động cũng không nguyện ý động một cái. Messi một mặt bất đắc dĩ đem đội trưởng của mình phù hiệu tay áo hái xuống, tiện tay ném cho Griezmann, ủ rũ cúi đầu hướng dưới trận đi đến liền liên khoa man đều là một mặt thật thà đứng tại sân bóng biên giới, Messi như là cái xác không hồn tầm thường từ bên cạnh hắn đi qua, hai người không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. Tay cũng không có nắm một chút. Huấn luyện viên, một tiếng có chút cứng rắn tiếng Tây Ban Nha tại câu mần vang lên bên tai. Câu mần như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, máy móc quay đầu nhìn thoáng qua, người nói chuyện chính là Lý Minh Vũ. Cầu mần phẳng phất bị Lý Minh Vũ trong mắt cực nóng cho kích thích, trầm giọng nói nói, Ly, ra sân về sau, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem đáng chết cầu cho ta đá phải đối phương cầu môn đi. Lý Minh Vũ điều chỉnh sắc mặt, lớn tiếng nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, ta nhất định có thể làm được. Lý Minh Vũ thanh âm, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo Messi nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy Lý Minh Vũ bóng lưng, Messi có chút cô đơn cười khổ một tiếng tuổi trẻ thật tốt a à. Năm 1987 ra đời Messi, năm nay vẫn chưa tới 34 tuổi, nhưng là lại nhưng đã có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Cầu mần đánh ra cuối cùng một chương bài, quả nhiên là lựa chọn thay đổi cái kia số 36 Lý Minh Vũ, thay đổi chính là số 21 giữa trận đời Yong, đây là một cái đập nồi dìm thuyền thức thay người A. À số 21 đời dông kết quả thời điểm, cùng Lý Minh Vũ nhẹ nhàng ôm một cái, mặt không thay đổi về tới ghế dự bị bên trên. Lý Minh Vũ kích động không được, đây là mình trận đầu La Liga tranh tài, cũng là mình trận đầu trưởng thành tổ chính thức tranh tài. Đường Lý Minh Vũ phải chân đạp lên thảm cỏ một nháy mắt. Sân bóng đánh dấu hệ thống khóa lại thành công, mời túc chủ đánh dấu. Lý Minh Vũ dưới chân hơi dừng một chút, nhìn thấy đối phương đã kéo cầu, cũng là trong lòng mặc niệm một tiếng, đánh dấu, sau đó như cùng một đầu mãnh hổ xuống núi, nhào về phía bóng đá. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu sân nu kem thành công, thu hoạch được bị động thiên phú, bác xa danh túc Ronaldo tuyệt đối tốc độ. Đại Việt xuất trinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch lạc ấp tam thập lục chiêu đồng hồ quả lắc thức hơn người nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ronaldo được xưng là người ngoài hành tinh lúc còn trẻ ronaldo thường thường trình diễn dùng tốc độ của mình ăn sống đối phương cầu thủ sở trường trò hay đối phương muốn túm đều túm không ngừng loại kia Lý Minh Vũ bỗng nhiên cảm giác được hai chân của mình như là tràn đầy điện, chạy nhanh bên trong hai chân vậy mà xuất hiện tàn ảnh. Heska đám cầu thủ đều có chút hững hờ, bởi vì hai quả cầu yêu thế đã đủ để cho bọn hắn cầm xuống trận đấu này. Còn có 8 phút, càng quan trọng hơn là, bác Sa đám cầu thủ đã không có đấu trí, nhìn thấy Heska cầu thủ ở giữa sân cầm banh, bác Sa giữa trận cầu thủ chỉ là lui về sau hai bước cũng không có có người muốn xông tới bức đoạt. Dạng này phòng thủ thái độ cũng là đưa tới sân nukem bên trong phen hâm mộ bóng đá bất mãn trong lúc nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Heska giữa trận cầu thủ Garcia khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hôm nay trận đấu này bên trong, hắn một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng đặt vững thắng cục. Hơn nữa còn là đối mặt cường đại bác xa, trận đấu này về sau, giá trị của mình khẳng định là phải lớn tăng ta có hay không có thể đi tốt hơn đội bóng đá bóng đâu. Ta lương tuần hẳn là muốn chướng một chút. Đợi lát nữa đi chỗ nào chúc mừng một chút đâu. Garcia ngay tại ý mã tâm viên thời khắc căn bản không có phát hiện phía sau mình xuất hiện một đường tia chớp màu vàng. Số 17 Rick liền đứng tại Garcia cách đó không xa, khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ như là dã thú sông lúc đi ra, vội vàng hô to nói, cẩn thận sau lưng. Garcia sững sờ, cảm giác có người từ bên cạnh mình liền xông ra ngoài, trong lòng cũng là giật mình, cúi đầu xem xét, chân mình hạ bóng đá đã không cánh mà bay. Garcia nhìn xem nhanh như điện chớp mà đi Lý Minh Vũ, ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn là ai? Làm sao lại nhanh như vậy? Mặc dù Garcia ngây dại, còn lại Hesca đám cầu thủ đều kịp phản ứng, hậu phòng tiến một trận đại loạn, mọi người lẫn nhau hét lớn phòng thủ nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, Lý Minh Vũ như là một đài chân ga đã đạp tới cùng xe thể thao. Lúc này, vừa rồi bác xa cho tới nay lười biếng ưu điểm liền hiện ra, chính là ngay tiếp theo heska cầu thủ cũng lười biếng xuống dưới. Có được Ronaldo tuyệt đối tốc độ, Lý Minh Vũ thật là như là mãnh hổ hạ sơn, từ đối phương vùng cấm địa sườn bộ cắm vào thủ môn Fernandes xem xét hậu vệ không có quấy nhiễu được Lý Minh Vũ tốc độ, cũng là vội vàng bỏ cửa mà ra, một đối một đối mặt Lý Minh Vũ, tranh thủ đem sút gôn góc độ cho phong bế. Lý Minh Vũ có thể bị bác xa đội một tuyển chọn đến, cũng là bởi vì hắn phía trước cầu môn nắm chắc cơ hội năng lực vô cùng xuất sắc. Khi hắn nhìn thấy đối phương thủ môn xuất kích thời điểm, vậy mà phúc trí tâm linh đem hai cái chân nhanh chóng tại bóng đá bên trên phân biệt xẹt qua. Fernandes trọng tâm tại trải qua cái này hai lần động tác giả hướng dẫn về sau, rốt cục đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem Lý Minh Vũ Tiêu Sái từ bên cạnh mình dẫn banh vọt tới. Trời ạ, à, ta nhìn thấy cái gì, tựa như tia chớp tốc độ, trời ạ, à, đồng hồ quả lắc thức hơn người, chẳng lẽ là lại một người ngoài hành tinh ra đời sao? Sướng ngôn viên kích động không kềm chế được lý minh vũ tại qua thủ môn về sau đối mặt không môn phi thường tỉnh táo một cước đẩy bắn đem bóng đá đá tiến vào cầu môn bên trong lý minh vũ mặc dù trong lòng kích động nhưng là lập tức tiến lên nhặt lên bóng đá hướng giữa trận chạy tới lúc này fernandez ngay tại một mặt kinh hãi nhìn xem hắn vừa rồi lý minh vũ đồng hồ quả lắc thức hơn người thật là lừa gạt đến hắn Bác Sa đám cầu thủ từ Lý Minh Vũ cắt bóng về sau, tất cả đều đứng tại chỗ, cũng không ai xông về phía trước quá khứ phối hợp. Đầu tiên là không có cái kia đấu trí, thứ hai chính là Lý Minh Vũ tốc độ thực sự quá nhanh, Bác Sa cầu thủ vừa kịp phản ứng, cầu liền đã tiến vào. Từ cắt bóng đến dẫn bóng, Lý Minh Vũ đại khái chỉ dùng 6-7 giây. Nhìn xem Lý Minh vụ ý chí chiến đấu sục sôi ôm bóng đá trở về thời điểm, bác xa đám cầu thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh vọt lên. Hảo tiểu tử, có thể a à, Lý, Lý, ngươi dọa ta, Lý, tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Liền ngay cả hậu trường bác xa thủ Monte Stegen cũng là bay chạy lên, kích động cùng Lý Minh vụ ôm một cái. Quá oan uổng toàn bộ bác xa biệt khuất nhất liền hẳn là Te Stegen, bị đối phương tràn vào hai quả cầu, đối với mình tới nói chính là một loại sỉ nhục. Nhưng là bác xa trước trận không còn chút sức lực nào, đấu trí tan dã Te Stegen cảm thấy mình cũng là thời điểm rời đi bác xa, đổi một chi đội bóng không nghĩ tới vừa thay đổi trận tiểu tử này lại có loại này bản sự mặc dù hắn cách khá xa nhìn không ra lý minh vũ tốc độ có bao nhanh nhưng là dẫn bóng chính là đại công thần lý minh vũ tranh thủ thời gian lớn tiếng nói hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm chúng ta là bác xa chúng ta muốn thắng nghe lý minh vũ bác xa các đội viên cũng đều trầm mặc đúng vậy a à, chúng ta là bác xa chúng ta muốn thắng Lý Minh vũ một phen, đem bác xa đám cầu thủ kích tình lần nữa cho điều bắt đầu chuyển động. Đứng tại sân bóng bên cạnh câu mần cảm giác được mình tay đều đang phát run. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà ra sân liền dẫn bóng. Quá cho mình tăng thể diện. Khi hắn nghe được Lý Minh vũ tiếng giống, trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm tiếu dung. Chúng ta là bác xa, chúng ta muốn thắng. Một lần nữa giữa trận kéo cầu. Heska đám cầu thủ có chút bị vừa rồi dẫn bóng cho đánh cho hồ đô. Bọn hắn cũng không rõ ràng, bọn hắn đối mặt chi này bác xa đã không đồng dạng. Một cái đấu trí đi lên, một cái bị đánh cho hồ đô. Một cái có chuẩn bị mà chiến, một cái không biết hẳn là tiếp tục tiến công vẫn là phải tăng cường phòng thủ. Đây chính là Heska đội hiện tại hiện trạng. Kinh nghiệm không đủ một cái hững hờ ngược lại chân, cầu chậm rãi chuyển hướng Garcia, mà Garcia trong lòng, còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi mình bị cắt bóng một màn, cũng không có đi lên phía trước một bước đón cầu đi đón. Hắn nhìn thấy chuyển bóng cho mình đồng đội một mặt hoảng sợ. Một loại cảm giác quen thuộc để Garcia phía sau lưng mát lạnh. Ngoạ tào, một cái thân ảnh quen thuộc nhanh hơn chính mình một bước lấy được cầu. Lại là cái kia số 36 đáng chết garcia lần này không có ngây người tại bị cắt bóng một nháy mắt liền triển khai phản đoạt hắn phi thường có kinh nghiệm đưa tay kéo một chút lý minh vũ quần áo vừa rồi lý minh vũ tốc độ đã cho hắn biết như ngang nhau đối phương lên nhanh kia đoán chừng mình chỉ có thể ở đằng sau hít bụi nhưng khi garcia tay bắt được lý minh vũ một nháy mắt garcia cảm giác được trong tay mình không còn lý minh vũ tăng tốc độ liền đã vọt ra ngoài Garcia một cái lảo đảo liền ném tới trên mặt đất, một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Minh Vũ lại một lần nữa trước mặt mình lao vùn vụt mà qua. 1 mươi lăm Lý Minh Vũ như là ngựa đạp lưu tinh sông về Hesca hậu phòng tuyến. Lần này, Vickers hậu phòng tuyến còn tính là tương đối vững chắc, dù sao vừa mới kéo cầu, hậu phòng tuyến còn chưa kịp trước ép. Hai cái hậu vệ đồng thời hướng Lý Minh Vũ bao vây một tên khác hậu vệ trung tâm cũng ở một bên bảo hộ lấy. Lý, bên này, nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn Hobbit. Người Lùn đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch lạc ấp tam thập lục chiêu người ngoài hành tinh người ngoài hành tinh nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com một cái đỏ lam thân ảnh xuất hiện ở sân bóng trung lộ chính là bác xa một vị khác phong tiến sát thủ chris Griezmann tại lý minh vũ cắt bóng một nháy mắt liền thật nhanh xông về phía trước Hắn hoảng sợ phát hiện mình không cầu chạy, vậy mà cùng Lý Minh Vũ dẫn bóng chạy tốc độ không kém bao nhiêu. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ hấp dẫn đối phương ba tên hậu vệ lực chú ý về sau, cũng là tranh thủ thời gian hô lớn một tiếng, chuẩn bị tiếp ứng Lý Minh Vũ. Griezmann một tiếng này, để chuẩn bị tiếp cận quá khứ một tên khác hậu vệ trung tâm trong lòng do dự một chút. Vây quanh Lý Minh Vũ hai tên hậu vệ cũng là đề cao cảnh giác. Lý Minh vũ hướng về phía trung lộ nhìn lướt qua, phát hiện Griezmann cơ hội quả thật không tệ. Đối phương muốn chuyển bóng. Cái nhìn này, liền làm cho đối phương hai tên hậu vệ tâm lý cũng là phát sinh biến hóa. Lý Minh Vũ Phi thường nhạy cảm phát hiện, hai tên hậu vệ bức cướp động tác không phải rất bình thường kiên quyết, thế là cắn răng một cái, trực tiếp một cước đưa bóng lội ra ngoài. Người từ hai người ở giữa ngạnh sinh sinh chen vào cái này hai tên hậu vệ đều là nhân cao mã đại lý minh vũ tại hai bọn họ trước mặt căn bản là không chiếm được lợi lộc gì hai tên hậu vệ cũng là nhiều năm bạn nối khố xem xét lý minh vũ động tác liền biết ý đồ của đối phương tại hơi hơi cười lạnh bả vai của hai người liền muốn cũng đến cùng một chỗ cái này nhiều lắm là chính là một cái ngăn cản phạm lỗi nếu như trọng tài tiêu pha điểm ngay cả thẻ vàng cũng sẽ không móc mà lại nơi này cách vùng cấm địa còn khoảng cách chừng 10 thước, vị trí tương đối lệch, liền xem như đá phạt cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Grisman cũng là thấy được Lý Minh Vũ biểu hiện, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tức giận. Người trẻ tuổi quá không biết đường trời cao đất rộng. Truyền bóng a, loại này câu tại sao có thể đầu sắt đâu? Lý Minh Vũ lại trận banh, xinh đẹp, tốc độ này, tốc độ này, đối phương căn bản đuổi không kịp a cả 2 tên hậu vệ đối Lý Minh Vũ tiến hành bao bọc phòng thủ, Griezmann đi lên, Lý Minh Vũ hẳn là truyền bóng. Cái gì, Lý Minh Vũ vậy mà không có truyền bóng, hắn lựa chọn cưỡng ép đột phá, ai nha, xem ra đối phương phải dùng thân thể ngăn cản Lý Minh Vũ đột tiến. Đáng tiếc, Lý Minh Vũ hẳn là truyền bóng, ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì, Lý Minh Vũ vậy mà từ đối phương hai tên hậu vệ ở giữa ngạnh sinh sinh chen vào. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh A, năm đó Ronaldo cũng từng có loại này đặc sắc biểu hiện A. Giải thích nhóm tất cả đều là ôm đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên trận phát sinh một màn. Heska hai tên hậu vệ, hai người bả vai đã nhanh muốn chúng vào, mà Lý Minh Vũ như là một cỗ năm lăng thần xa, trực tiếp từ giữa hai người ngạnh sinh sinh chen vào. Hai tên hậu vệ chân hạ một cái lảo đảo, trượt đến trên mặt đất. Nhưng là tại trong mắt tất cả mọi người, chính là Lý Minh Vũ đưa bóng lội ra ngoài, sau đó ngạnh sinh sinh đem hai người đụng ngã, mang banh qua đi. Bạo lực Mỹ học, đây chính là bóng đá bạo lực Mỹ học a, Nukem fan hâm mộ bóng đá cảm giác được chính mình cũng muốn sao sao. Có một ít lão fan bóng đá không khỏi lệ nóng doanh chồng, cái kia đã từng thuộc về bọn hắn, người ngoài hành tinh về đến rồi một lần đồng hồ quả lắc hơn người, một lần cưỡng ép vượt qua, làm cho tất cả mọi người đều về tới 30 năm trước La Liga đấu trường, nhớ tới cái kia không gì làm không được người ngoài hành tinh. Lần này, thủ môn Fernandez xuất kích thời điểm vô cùng cẩn thận, bị lắc đến một lần không mất mặt, nếu như lại bị lắc ngược lại, như vậy mình liền muốn trở thành trò cười cho nên lần này fernandez đem mình trọng tâm để vô cùng thấp nhìn chòng chọc vào lý minh vũ dưới chân bóng đá nhưng là lần này lý minh vũ cũng không dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người mà là nhẹ nhàng nhất trà sát cầu bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ lệ đường vòng cung từ tuyệt vọng fernandez đỉnh đầu bay vào cầu môn Fernandes bất lực duỗi một chút tay, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhìn xem bóng đá trực tiếp rơi vào đến cầu môn bên trong. Một thân ảnh từ bên cạnh hắn vọt tới, ôm lấy bóng đá liền rời đi vùng cấm địa. Fernandez nhìn xem Lý Minh vụ bóng lưng, trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi. Griezmann một mặt ngạc nhiên hung hăng vỗ vỗ Lý Minh vũ bả vai, đi theo hắn cùng một chỗ trở về chạy ha ha, Lý, thật lợi hại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị cản lại nữa nha. Bác xa tất cả đội viên như là chúng tinh phủng nguyệt tầm thường đem Lý Minh Vũ ôm vào ở giữa. Vừa mới trở lại phòng nghỉ Messi nghe được đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay, nhìn thoáng qua trên màn hình TV ôm cầu trở về chạy Lý Minh Vũ, cũng là giật mình mở to hai mắt nhìn mình từ dưới trận đến đi đến phòng nghỉ thời gian, bác xa thậm chí ngay cả tiến hai cầu san đều tỷ số điểm số. Nhìn xem bị tất cả mọi người ủng ở giữa Lý Minh Vũ, Messi nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua biến mất thâm thúy trong mắt tựa hồ mang theo một tia ý vị thâm trường. Huấn luyện viên trưởng câu mần tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, cũng là phi thường kích động tới một lần trượt quy, điên cuồng chúc mừng. Huấn luyện viên Trưởng Thần kỳ thay người, ra sân cầu thủ ngay cả tiến hai cầu san đều tỉ số điểm số, cầu mần đều đã nghĩ kỹ ngày mai báo chí đầu đề. Lý Minh Vũ thoát khỏi mọi người sờ đầu, vỗ tới phía sau lưng, đá cái mông các loại nhiệt tình hữu hảo phương thức, mau đem bóng đá bỏ vào bên trong vòng, sau đó đứng tại trung tuyến bên trong. Một bộ da áp mãnh hổ biểu hiện. Lý Minh Vũ hai viên dẫn bóng, triệt để đốt lên sân nu kem nhiệt tình. Lúc đầu có một ít fan bóng đá đã bắt đầu chuẩn bị rời sân, kết quả, Lý Minh Vũ Cường thế biểu hiện, để bọn hắn lại ngồi đàng hoàng về tới trên vị trí của mình, điên cuồng bắt đầu vì đội bóng A hô lên. Một lần nữa, sống tới sân nu kem bạo phát ra năng lượng to lớn. Bị Lý Minh Vũ liên tục tiến vào hai cầu Heska đội đám cầu thủ toàn đều đã mộng. Heska đội đám cầu thủ nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt tựa như là một cái vô tội thiếu nữ nhìn về phía lão sói xám đồng dạng. Nhất là bị Lý Minh Vũ liên tục cắt bóng hai lần giữa trận đại tướng Garcia. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi Lý Minh Vũ, Garcia cảm giác được hai chân của mình đều có chút như nhũn ra. U Linh tốc độ, xuất quỷ nhập thần cắt bóng. Garcia nhìn xem Lý Minh Vũ, cảm giác mình đã có bóng ma tâm lý một tiếng còi vang, Lý Minh Vũ thật tựa như là ngựa đua mở cống, nhanh như điện chớp vọt ra, nhìn đối phương dưới chân bóng đá chạy tới. Ai? Đối phương vì cái gì hướng về phía ta chạy tới? Garcia có chút kỳ quái. Nhưng là còn lại Heska các đội hữu đều nhanh muốn điên rồi. Trên sân bóng thất thần. Garcia mặc dù mới vừa rồi bị cắt bóng hai quả cầu, nhưng là hắn là đội bóng hạch tâm, kéo cầu về sau, vẫn là phải đem cầu giao cho hắn đến tổ chức. Ai biết Garcia vậy mà thất thần, bóng đá đá hướng hắn thời điểm, hắn vậy mà ánh mắt đang nhìn Lý Minh Vũ. Đường Garcia kịp phản ứng thời điểm, Lý Minh Vũ đã trước duỗi ra một cước, trước mặt Garcia, đem bóng đá cướp được. Garcia cảm giác được mình huyết dịch cả người đều vọt tới trên đầu, trong mắt đều đỏ. Khi dễ người cũng không thể như thế khi dễ người đi. Đại Việt xuất trinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc, đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch lạc ấp tam thập lục chiêu gãy cánh tay, không có ý tư, còn có một chương hồng bài chờ ngươi nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com lý minh vũ đoạn hạ cầu về sau không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp từ garcia bên người xóa tới garcia một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn xem lý minh vũ liền muốn từ bên cạnh mình chạy qua lập tức đã mất đi lý trí chỉ gặp garcia một quyền trực tiếp liền đánh về phía lý minh vũ cái ót nhân cao mã đại garcia một quyền này tràn ngập lấy toàn thân nộ khí nếu như một quyền này thật đánh chúng lý minh vũ cái ót nhẹ thì não chấn động nặng thì garcia tử hình trọng tài chính cũng là bị garcia động tác giật nảy mình cái còi đều đã muốn thổi lên nhưng là garcia là quên đi mình lần thứ hai cõng qua thời điểm muốn đưa tay kéo đối phương đều không có giữ chặt lần này là huy quyền đi đánh phải biết huy quyền nhưng là muốn so đưa tay còn phải chậm hơn không ít tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy, Garcia một cái phi thường anh tuấn tay phải bày quyền, tại Lý Minh Vũ rời đi có chừng một mét thời điểm, hung hăng đánh chúng vào Lý Minh Vũ lưu lại tàn ảnh. Garcia một quyền đánh hụt cường đại quán tính mang theo thân thể của hắn trên không trung tới một cái 180 độ xoay tròn. Garcia bị vùi dập giữa chợ trọng tài chính cũng là đem ngoài miệng cái còi cầm xuống dưới, hai tay hướng phía trước vung lên, như là trợ giúp bác xa phát khởi tiến công kèn lệnh. Griezmann, Depay, cũng là như là mãnh hổ xuống núi, sau lưng Lý Minh Vũ thật nhanh theo vào. Nhưng là hai người bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, mình không cầu chạy, vậy mà đều đuổi không kịp dẫn bóng Lý Minh Vũ. Bất quá tối tuyệt vọng khẳng định là Heska đội hậu phòng tuyến lý minh vũ dẫn banh rất nhanh liền trực diện đến đối phương hậu phòng tuyến hai cái hậu vệ trung tâm như lâm đại địch nửa xoay người lui lại lấy chạy hai người vô cùng có kinh nghiệm một trước một sau mặc kệ lý minh vũ hướng bên nào đột phá bọn hắn cũng đều có thể chiếu ứng lẫn nhau nhưng là bọn hắn quá khẩn trương đều nhanh muốn quên đi bọn hắn là dẫm lên vùng cấm địa tuyến phòng thủ cái này vừa lui liền thối lui đến vùng cấm địa bên trong Lý Minh Vũ đã đi tới vùng cấm địa cung phụ cận, nhưng là trước mặt 3 mét bên trong, không người phòng thủ. Hesca thủ môn hô lớn một tiếng, đi lên ngăn chặn hắn A. Lúc này, hai cái hậu vệ trung tâm mới phát hiện, chính mình cũng sắp thối lui đến nhỏ vùng cấm địa. Tầm thường hậu vệ, ai có thể phạm dạng này cấp thấp sai lầm không đợi hai cái hậu vệ trung tâm nhào tới, Lý Minh Vũ liền hung hăng đem chân trái của mình dẫm tại vùng cấm địa tuyến bên trên, cái chân còn lại thật nhanh đong đưa. Như là roi đồng dạng hung hăng lắc tại bóng đá bên trên. Cái này thì tương đương với trong khi huấn luyện sút gôn đồng dạng nhẹ nhõm. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo, vạch lên duyên dáng đường vòng cung, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải mà đi. Thủ môn Fernandez tuyệt vọng phất phất tay, khoảng cách gần như thế, mình căn bản là không kịp cứu thua. Toàn bộ sân nu kem xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Nửa tràng sau phút thứ 88, 3, 2. 8 phút bên trong, ngay cả tiến ba cầu, diễn ra hát trích. Lý Minh Vũ, nhất chiến thành danh. Trọng tài tại thổi dẫn bóng hữu hiệu về sau, lại thật nhanh đi tới sân bóng trung ương. Garcia từ khi ngã xuống đất về sau đến bây giờ đều không có đứng lên vừa rồi một quyền kia hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân kết quả đánh trúng không khí Garcia ngã trên mặt đất bên trên thời điểm có thể nói là không có chút nào phòng bị không có chút nào bảo hộ cùi trỏ hung hăng đâm trên mặt đất cánh tay phải chật khớp Garcia ôm mình cánh tay phải đã đau đầu đầy mồ hôi nằm trên mặt đất động cũng không dám động đây mới thực là thụ thương tầm thường trên sân bóng người nhìn trên mặt đất điên cuồng lan lộn cái chủng loại kia trên cơ bản là không có chuyện gì nhưng là ngươi thấy loại kia nằm trên mặt đất không dám loạn động kia mới là thật người bị thương trọng tài chính đi vào garcia trước mặt đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút garcia cánh tay xác định là chật khớp làm nhanh lên xuất thủ thế để đội y tranh thủ thời gian ra gia trận Heska đội đội Y tranh thủ thời gian vọt vào, đây chính là mình đội bóng trụ cột A. Kiểm tra về sau, đội Y hướng về phía huấn luyện viên trưởng lắc đầu, Garcia chật khớp còn thật nghiêm trọng, cần phải lập tức khôi phục nhưng là khẳng định là đá không được tiếp xuống so tài. Dưới trận Heska đội huấn luyện viên cũng là một trận ảo não, một cước đem bên cạnh nước khoáng cho đá bay vừa quay đầu lại huấn luyện viên chỉ vào ghế dự bị cái trước đội viên nói nói người chuẩn bị ra sân tên này đội viên mau dậy đi làm nóng người garcia tình huống còn thật nghiêm trọng đội y đầu tiên là dùng băng vải đem cánh tay cố định một chút sau đó vịn hắn chuẩn bị rời đi sân bóng nhưng là trọng tài chính bỗng nhiên đi tới garcia trước mặt sắc mặt lạnh lùng trực tiếp từ quần cụt trong túi lấy ra một chương thẻ đỏ tấn cấp thẻ hướng về phía garcia sáng lên một cái đau đầu đầy mồ hôi garcia trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống kích động hướng về phía trọng tài chính ổn áo Heska đội còn lại đám cầu thủ cũng là rối rít xông tới hướng trọng tài chính đòi lại công đạo Trọng tài chính mặt không thay đổi nói nói, vừa rồi ngươi huy quyền động tác là trả thù tính chất bạo lực hành vi, dựa theo quy tắc nhất định phải đưa ra hồng bài. Garcia kích động nói, ta lại không có đụng tới hắn, ngược lại là chính ta thụ thương a. Trọng tài chính trong mắt lóe lên một tia phi thường ẩn nấp khinh thường, nói nói, động tác của ngươi là trả thù tính chất động tác, không có thương tổn đến đối phương ngươi hẳn là cảm giác được vạn hạnh ta sẽ đem hành vi của ngươi cùng ngươi thái độ hiện tại viết đến sau trận đấu trong báo cáo liên đoàn bóng đá sẽ cho cùng ngươi tương ứng xử phạt garcia đều nhanh muốn điên rồi mình đã thảm như vậy không nghĩ tới trọng tài chính lại còn muốn tại trên vết thương vung một nắm muối nhìn xem trọng tài chính không thể nghi ngờ dáng vẻ làm mới được thăng cấp bọn hắn cũng không có lực lượng đi cùng trọng tài chính cãi lại dưới trận Hesca đội huấn luyện viên trưởng nhìn thấy trọng tài chính vậy mà cho Garcia một chương hồng bài, tại chỗ tức giận đến suýt nữa chảy máu não đều muốn phạm vào. Như là sư tử tầm thường xông về thứ tư quan viên nơi đó, kháng nghị chương này hồng bài. Mà cái kia làm nóng người đội viên, cũng là một mặt ủy khuất về tới ghế dự bị bên trên, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Thứ tư quan viên cũng đang cùng Heska đội huấn luyện viên trưởng giải thích chương này hồng bài nguyên nhân. Nhưng là, mắt thấy con vịt đã đun sôi không riêng muốn bay mất, đồng thời đang bay đi trước đó còn hung hăng tại mặt mình giật một cái. Heska huấn luyện viên trưởng đã không có tâm tư đi nghe cái gì giải thích, liên tiếp có Tây Ban Nha đặc sắc ô ngôn uế ngữ hướng về phía trọng tài liền phun tới thứ tư quan viên đều phủ, đời ta đều chưa từng nghe qua có người mắng như thế bẩn đường phố. Thứ tư quan viên cũng nổi giận, trực tiếp đem trọng tài chính cho kêu gọi đi qua. Trọng tài chính một nhìn mình lão đệ bị người khi dễ, lập tức chạy như bay đến, đem còn không có để về túi áo thẻ đỏ tấn cấp thẻ lần nữa ban phát cho nổi giận Heska đội huấn luyện viên trường. Heska đội huấn luyện viên trưởng chính bị trợ thủ lôi kéo, hùng hùng hổ hổ về tới phòng nghỉ. Thật sự là lại thua cầu, lại thua người A, tiếp xuống tranh tài, cũng không có gì đáng xem rồi. Khi biết vừa rồi mình suýt nữa bị người một quyền mở cái ót, Lý Minh Vũ cũng là sợ. 8 phút, hát trích đủ. Vạn nhất lại đem đối phương ai chọc giận, nếu thật là thương tổn tới mình, cái này liền được không bù mất trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài kết thúc. Bác Sa tại sân nhà 3, hai thắng được trận đấu này. Sân Nu Kem Sa vào đến một mảnh cuồng hoan bên trong. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn, Hobbit người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có. Đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch lạc ấp tam thập lục chiêu đến từ thần tượng thưởng thức. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Lý, người quá tuyệt vời, Lý, đá xinh đẹp, Lý, tốt. Lý, cảm ơn ngươi tranh tài vừa vừa kết thúc, Lý Minh Vũ liền bị nhà mình cầu thủ cùng huấn luyện viên bao bọc vây quanh, không ngừng có người đưa tay lay tóc của hắn, bả vai, còn có người thừa cơ sơ cái mông của hắn. Lý Minh Vũ cũng không có vừa rồi tại trên sân bóng cái chủng loại kia bá khí, như cùng một cái bị sắc lang vây quanh tiểu cô nương đồng dạng bất lực. Lý Minh Vũ dùng hết toàn lực tránh ra khỏi đám người, như là chúng súng con thỏ, thật nhanh hướng phòng thay quần áo chạy tới ngay cả trên đường chuẩn bị phỏng vấn hắn mỹ nữ phóng viên hắn đều không có chú ý tới a à, chúng ta tiểu anh hùng liền cùng vừa rồi tại trên sân bóng đồng dạng tốc độ từ chúng ta mỹ lệ miranda bên người chạy tới diễn truyền bá trong phòng giải thích cười ha ha mở miệng trêu chọc nói bác xa mỹ nữ phóng viên miranda đã nghĩ kỹ một bụng lời nói muốn tới phỏng vấn một chút cái này ngăn cơn sóng giữ người trẻ tuổi nhưng là lý minh vũ đối mỹ mạo của nàng làm như không thấy để chuẩn bị mở miệng nói chuyện miranda một mặt xấu hổ ha ha xem ra chúng ta tiểu anh hùng hẳn là thẹn thùng miranda mặc dù trong lòng có chút nổi nóng nhưng là đối mặt ống kính hay là vô cùng chuyên nghiệp cười cười lý minh vũ thật nhanh đi tới phòng thay quần áo đi tới tủ quần áo của mình phía trước chuẩn bị xuất ra quần áo thể thao bộ ở bên ngoài lý bỗng nhiên một thanh âm tại trong phòng thay quần áo vang lên lý minh vũ giật mình kêu lên tranh thủ thời gian nhìn lại messi đang ngồi ở phòng thay quần áo nơi hẻo lánh bên trong ánh mắt thâm thúy nhìn xem chính mình lý minh vũ tranh thủ thời gian xoay người lại một mặt sùng bái nhìn xem messi kích động nói messi tiên sinh người tốt Messi nhìn xem có chút bối rối Lý Minh Vũ, trong mắt cũng là lộ ra một tia ấm áp, vừa cười vừa nói, Lý, người biểu hiện hôm nay quá tuyệt vời, để cho ta cảm thấy vô cùng giật mình, cảm ơn ngươi. Cứu vớt đội bóng, nghe được Messi đối khen ngợi của mình, Lý Minh Vũ kích động đều nhanh muốn nói không ra lời. Làm một bác xa tử trung phấn, Lý Minh Vũ có thể nói là từ nhỏ đã nhìn xem Messi tranh tài lớn lên năm 2004, 17 tuổi Messi lần thứ nhất đại biểu Barca tại thi đấu vòng tròn bên trong suất chiến người Tây Ban Nha Espanyol. Một năm kia, Lý Minh Vũ vừa mới 2 tuổi. Năm 2007, 20 tuổi Messi tại cúp nhà vua bán kết bên trong đối mặt Getafe lúc phục chế cầu vương Maradona ngay cả qua năm người dẫn bóng một năm kia lý minh vũ năm tuổi cùng phụ thân của mình tại hiện trường chứng kiến messi gửi lời chào cầu vương cái này một hạt dẫn bóng từ ngày đó bắt đầu nhỏ lý minh vũ trong lòng chỉ có một cái thần tượng chính là messi có thể trở thành giống messi dạng này cầu thủ vẫn luôn là lý minh vũ trong lòng một cái mơ ước từ bác xa đội thiếu niên đến đội thanh niên lý minh vũ một mực biểu hiện đều phi thường tốt trở thành đội bóng bên trong không thể thiếu nhân vật lần này bởi vì bác xa tuyến tiền đạo tổn thương bệnh quá nhiều cho nên huấn luyện viên trưởng câu mần liền đem lý minh vũ từ đội dự bị hòa tuyến để bạt đi lên tại lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy messi thời điểm lý minh vũ trái tim đều nhanh muốn từ miệng bên trong nhảy ra ngoài bất quá messi chỉ là lễ phép tính chất hướng hắn nhẹ gật đầu nhưng là cái này đã để lý minh vũ rất hạnh phúc hôm nay messi đối với hắn khích lệ để lý minh vũ cảm giác được giống như đang nằm mơ messi tiên sinh ngài mới là bác xa vĩ đại nhất cầu thủ có thể cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng là vinh hạnh của ta messi nghe được lý minh vũ cũng là mỉm cười nói nói tất cả mọi người là đồng đội cũng không cần khách khí như vậy về sau ngươi liền gọi ta leo tốt lý minh vũ gật gật đầu biết đây là messi tiếp nhận chính mình ý tứ messi mặc quần áo xong đi đến lý minh vũ bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn bao hàm thâm ý nói nói về sau phải tiếp tục cố gắng nói xong messi liền rời đi phòng thay quần áo đi tham gia sau trận đấu phóng viên buổi trình diễn thời trang mặc dù lý minh vũ là nhân vật chính của hôm nay nhưng là câu mần là sẽ không dẫn hắn đi tham gia phóng viên buổi trình diễn thời trang chủ yếu là muốn bảo vệ hắn dù sao người trẻ tuổi đến lúc đó bị phóng viên dẫn dắt đến nói một chút không lời nên nói vậy liền phiền phức lớn rồi lý minh vũ cũng tại mọi người về trước khi đến mau chóng rời đi phòng thay quần áo trở lại túc xá lý minh vũ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ sân bóng đánh dấu hệ thống túc chủ mỗi đến một cái cầu trận thời điểm tranh tài đều có thể tiến hành đánh dấu đánh dấu có thể thu hoạch được nên sân bóng truyền kỳ ngôi sao bóng đá thiên phú kỹ năng mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một cái sân bóng túc chủ có thể khóa lại một cái sân bóng, tại nên cầu trận đấu lúc, túc chủ trạng thái vĩnh viễn là đầy trạng thái, khiêng tổn thương bệnh năng lực vĩnh viễn là mắc trị số. Lý Minh Vũ không khỏi trường lớn hai mắt, cái này cũng quá trâu bò đi, mình chỉ cần một mực theo đội tranh tài. Như vậy mình liền có thể thu được những cái kia truyền kỳ ngôi sao bóng đá năng lực thiên phú. Pele, Maradona, Croy, Ronaldo, Ronaldinho, Zidane nếu như mình có thể đem những người này thiên phú đều chiếm được, như vậy mình chẳng phải vô địch sao? Thăng 19 tuổi hoa kiều thiên tài tinh diệu nu kem thăng thăng 8 phút hát trích đơn kỵ cứu chủ thăng ngày thứ hai châu Âu tin tức, phô thiên cái địa đều là tin tức này. Mặc dù nói hiện tại La Liga đã không có lúc trước xưng bá ngũ đại thi đấu vòng tròn nhân khí, nhưng là có được Messi Barcelona đội vẫn như cũ là truyền thông sủng nhi. Huống chi, siêu cấp tân tinh, đây là bóng đá giới mãi mãi cũng tại truy đuổi tiêu điểm tin tức. Mà chúng ta siêu cấp tân tinh, trước mắt ngay tại Nu Kem trụ sở huấn luyện chuẩn bị hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Lý Minh Vũ hiện tại liền ở tại trụ sở huấn luyện cầu thủ trong túc xá, mỗi ngày cái thứ nhất đến sân bóng người chính là hắn. Lý Minh Vũ tới trước mấy tổ trở về chạy, cảm thụ một chút mình bây giờ bạo tạc tốc độ, vô cùng kích thích lý minh vũ tại đội thanh niên cùng đội dự bị thời điểm chính là lấy tốc độ tăng trưởng ở trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực cũng là phi thường xuất sắc đây cũng là vì cái gì huấn luyện viên trưởng sẽ đem hắn điều đến đội một nguyên nhân cho nên mặc dù hôm qua lý minh vũ tại trên sân bóng biểu hiện vô cùng kinh diễm nhưng là đội bóng bên trong đều cho rằng đây là hắn vượt xa bình thường phát huy mà thôi lục tục bác xa đám cầu thủ đều nhao nhao đi tới trụ sở huấn luyện bất quá có mấy cái cầu thủ rất rõ ràng đó có thể thấy được có chút tinh thần uể oải dáng vẻ đoán chừng đêm qua không có ít uống rượu cầu mần cũng là thật sớm đi tới trụ sở huấn luyện nhìn thấy lý minh vũ phi thường tự giác ở đây bên trên tiến hành thêm luyện trên mặt của hắn cũng là lộ ra nụ cười vui mừng dạng này khắc khổ người trẻ tuổi thế nhưng là không thấy nhiều Bất quá, đường ánh mắt của hắn rơi xuống mấy cái kia tinh thần uể oải cầu thủ trên thân lúc trên mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Huấn luyện bắt đầu. Bất kỳ nghề nghiệp nào vận động huấn luyện đều là buồn tẻ vô vị, lặp đi lặp lại động tác, lặp đi lặp lại khẩu lệnh như là thuần thú, để cầu thủ thu hoạch được phản xạ có điều kiện đồng dạng cơ bắp ký ức. Một giờ khóa trình huấn luyện kết thúc, bắt đầu chia tổ đối kháng. Bởi vì Messi trận tiếp theo tranh tài hồng bài, không cách nào ra sân, cho nên hôm nay, đại biểu chủ lực quần áo màu vàng liền mặc tại Lý Minh Vũ trên thân. Lý Minh Vũ vô cùng hưng phấn, xem ra trận tiếp theo tranh tài, mình liền có thể lấy chủ lực cầu thủ cơ hội trèo lên trận đấu. Một tiếng còi vang, trong đội đấu đối kháng bắt đầu. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người cá, Người lùn Hobbit, Người lùn đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có.